Hello, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Chi Mai, du học sinh tại Úc. Kênh YouTube này là nơi để mình chia sẻ những trải nghiệm khi sinh sống, học tập và làm việc tại quốc gia này. Hôm nay là một ngày cực kỳ đẹp trời luôn, trong số những ngày mùa đông mà mình đang sinh sống tại đây ấy. Kiểu mùa đông là mùa mưa ở bên đây ấy, xong kiểu thời tiết suốt ngày mây mù âm u đáng ghét lắm. Nhưng mà hôm nay trời trong xanh không một gợn mây luôn. Khoảng một tháng vừa qua ấy thì bọn mình đã có một quãng thời gian khá là bận rộn này, học rồi đi làm, rồi ngày mình được nghỉ thì chồng đi làm, ngày mình đi làm thì chồng được nghỉ, xong rồi kiểu có không có nhiều thời gian với nhau ấy. Thế là mãi mới đến ngày hôm nay hai đứa đã quyết định sẽ đi chơi xa. Mình sẽ đi đến một nơi mà kiểu như là xa nhất trong những nơi mà mình đã từng đi ở nước Úc này ấy. Nhưng mà thật ra ấy, đi đâu mình quên tên rồi, để tí mình hỏi chồng mình xong mình giới thiệu lại cho mọi người. Đi đâu mình quên tên rồi, để tí mình hỏi chồng mình xong mình giới thiệu lại cho mọi người. Đây cho mọi người xem đồ nghề đi chơi của bọn mình ngày hôm nay có những gì nhá. Một túi cherry này, còn nguyên nước luôn. Một gói bim bim, thực ra là có mấy gói ở đằng sau cốp xe đã, cứ như đây là kiểu gói đại diện ấy. Hai lon coca, một cái gậy tự sướng, một cái loa để bật nhạc in hình và một cuộn khăn ướt. Hôm nay tụi mình sẽ đi tham quan một địa điểm rất là nổi tiếng ở Tây Úc, tên là cầu tàu Busselton. Đây là một cái cầu chạy rất là dài ra biển ý, xíu nữa sẽ quay cho mọi người xem nha. Sau 3 tiếng chạy xe thì bọn mình đã đến nơi rồi. Bây giờ tụi mình sẽ mua vé và cùng bắt đầu đi tham quan cầu nha. Xong rồi kiểu đi xong tóc tai tơi tả, mặt mũi thì trông này đói quá. Bây giờ hai đứa sẽ đi kiếm cái gì ăn ấy, định ăn fish and chip nhưng mà chắc là đi ăn KFC hay gà gì đấy, bởi mình thích ăn gà rán vãi trưởng, lâu lắm rồi không ăn. Thôi đi ăn thôi. Và mình đã tìm được một cái KFC cách cái chỗ cái cầu ấy chắc khoảng một cây thôi, bây giờ sẽ vào ăn nhá. Kiểu nó quay bảo lại nó không cho ngồi ăn ở bên trong ấy, chả hiểu sao, chắc là vẫn đang lo dịch Covid. Thế là bọn mình phải mua thôi, mang ra xe ăn. Đây là bữa trưa của hai đứa. Ngon quá. KFC ngồi view biển, uống coca nha mọi người. Giống như hàng năm sao không? 1 hour later. Bọn mình sẽ cùng đi tham quan một cái nhà máy sô-cô-la ở khu vực quanh đấy nhé. Thực ra nó cũng không phải là cái nhà máy đâu, nó chỉ là cái khu bán sô-cô-la rất là nổi tiếng. Nhưng mà thôi, đi xem cho biết. Thứ đây
nhà máy này cũng không có gì, chủ yếu là bán mấy cái chocolate ấy. Mà mình thì không khoái ăn sô-cô-la lắm, cho nên là kiểu đi xem chơi chơi thôi. Đằng sau có một cái khu vườn cho bọn trẻ con nó chơi. Nói chung là mình thấy đi chơi ở Úc ấy cũng kiểu chủ yếu là xem cảnh thiên nhiên này, có biển, có núi, có rừng, xong rồi đấy, xong rồi ăn linh tinh, chứ cũng không có gì đặc biệt lắm, chủ yếu là kiểu thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên ấy. Chắc là xong đi xong cái nhà máy chocolate này thì bọn mình sẽ chuẩn bị lên đường về thôi, vì cũng đã muộn rồi. Đây là thành quả của bọn mình sau 15 phút đi dạo nhà máy chocolate. Thực ra cái này là mua cho chồng mình thôi, chứ mình thì không có thích ăn kiểu đồ ngọt như thế này ấy. Đấy, shopping xong rồi. Bây giờ thì lên đường về nhà thôi. Muộn rồi nên mình và chồng mình quyết định không về nhà nấu cơm nữa mà đi ăn ở ngoài luôn. Chúng mình sẽ ăn ở một nhà hàng Việt khá là nổi tiếng bên đây nhé. Mình thì ăn bún riêu không hành, còn chồng mình thì ăn phở bò. Nhìn ngon chưa này? Thôi đói quá rồi, bọn mình ăn đây. Hẹn gặp lại mọi người sau nha. Bọn mình đã về đến nhà rồi và kiểu sau một ngày đi chơi thì rất là oải rồi. Bây giờ sẽ đi tắm rửa, nghỉ ngơi thôi. Video này sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. See you later. Baka baka. Zai jian. Chúc mọi người một tuần mới, ngày mới tốt lành.